nghệ sĩ điêu khắc trên cát Sudarshan Patnaik đã tạo ra tác phẩm sắp đặt ông già Noel khổng lồ dài 15,24 mét trên bãi biển với thông điệp "Hãy tận hưởng Giáng sinh của bạn với các hướng dẫn phòng dịch COVID-19". Patnaik cho biết tác phẩm điêu khắc ấn tượng này được tạo nên từ khoảng 5.400 bông hồng đỏ, 8 giờ chạm khắc và 2 ngày để hoàn thành. Năm nay, Ấn Độ tổ chức nhiều lễ kỷ niệm Giáng sinh hơn sau một năm phải tạm hoãn mọi hoạt động vì đại dịch COVID-19. Vào ngày hôm qua 25 tháng 12, đã có nhiều người đi cầu nguyện và hát thánh ca trong các nhà thờ và tuân thủ giãn cách xã hội cùng các quy định phòng dịch khác. Năm ngoái do đại dịch nên không tổ chức được sự kiện nào, nhưng năm nay, sau khi tiêm chủng, mọi người nhiệt tình tham gia hoạt động dịp Giáng sinh và cầu nguyện tại nhà thờ. Tôi muốn chúc Giáng sinh vui vẻ cho tất cả mọi người. Hiện khoảng 89% dân số trưởng thành ở Ấn Độ đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, 61% đã được tiêm hai mũi.